Xin chào tất cả các em. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hóa học là một ngành khoa học được coi là ra đời muộn hơn so với các ngành khoa học họa tự nhiên như là vật lý hay là toán học. Tuy nhiên, sự phát triển của hóa học thì rất là nhanh. Những năm đầu của thế kỷ 19, khi các khái niệm đầu tiên về hóa học được công bố về nguyên tử hay là nguyên tố hóa học, thì đến nửa sau của thế kỷ 19, các nhà hóa học đã tìm ra hơn 60 nguyên tố hóa học. Tuy nhiên, các nguyên tố hóa học được tìm ra một cách độc lập nên có sự rời rạc và chưa có liên hệ hệ thống lại với nhau. Và một bài toán đặt ra cho các nhà hóa học tại thời điểm đó là sắp xếp các nguyên tố hóa học theo một trật tự và có thể một phần nào đó dự đoán được các thuộc tính của các nguyên tố hóa học đó. Và chính vì mục tiêu đó mà các nhà khoa học đã lần lượt công bố các cách sắp xếp các nguyên tố hóa học. Và nhưng phải đến năm 1869, khi nhà hóa học Mendeleev đưa ra cách sắp xếp của mình dựa vào sự tăng dần về số hiệu nguyên tử hay là số proton trong hạt nhân. Và cách sắp xếp với cách sắp xếp này của ông muốn phát triển, ông muốn có thể là một phần nào đó mô phỏng được sự tuần hoàn về các thuộc tính của các nguyên tố học mà thời điểm đó đã được tìm ra, cũng như tiên đoán được các cái thuộc tính của các nguyên tố mà chưa được biết đến mà ông hy vọng sẽ được lấp đầy vào bảng tuần hoàn. Và hiện nay bảng hệ thống tuần hoàn đã được lấp đầy với 118 nguyên tố và các cái tiên đoán của ông về các nguyên tố đã gần như là được kiểm nghiệm là gần như chính xác khi các nguyên tố này được tìm ra. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sơ lược về bảng tuần hoàn, về các ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Các ô nguyên tố này sẽ cung cấp cho chúng ta các thông tin gì về nguyên tố và các nguyên tố này làm thế nào để có thể được sắp xếp vào thành các cái dòng và được sắp xếp thành các cột như ông Mendeleev đã sắp xếp từ những năm của thế kỷ 19. Ở đây trong bảng tuần hoàn chuẩn của Mendeleev sẽ gồm có 18 cột và có 7 dòng. Kèm theo đó là sẽ có 2 dòng kép phụ nằm ở phía cuối. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về bảng tuần hoàn cũng như ý nghĩa của bảng tuần hoàn do ông Mendeleev sáng lập ra. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ô nguyên tố. Trong 118 ô nguyên tố, cô đã trích ra một ô và đây là ô số 12 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Ô số 12 này thuộc của nguyên tố magie. Trong một ô nguyên tố sẽ cung cấp cho chúng ta các thông tin. Thứ nhất, về số thứ tự của nguyên tố đó nằm trong bảng tuần hoàn. Thứ hai, cung cấp chúng ta tên của nguyên tố, ký hiệu của nguyên tố và cung cấp thêm về số về nguyên tử khối của nguyên tố học đó. Ví dụ ở đây khi cô đã lấy ra ô số 12, nghĩa là magie nằm ở ô số 12 trong bảng tuần hoàn và số 12 này cũng chính là số hiệu của nguyên tử hay cũng bằng số điện tích hạt nhân của nguyên tố magie. Vậy thì chúng ta cũng biết trong mỗi một nguyên tử thì số proton sẽ bằng số electron. Vậy khi chúng ta đã có số điện tích hạt nhân, số proton của magie là 12 thì cũng sẽ biết được số electron của magie là 12. Và ở đây cô muốn ôn lại cho các bạn về cách điền các cái electron vào các cái lớp e. Và chúng ta biết rằng lớp thứ nhất sẽ chứa tối đa được 2e, lớp thứ hai sẽ chứa tối đa 8e và lớp thứ ba sẽ chứa tối đa là 8e với các nguyên tố hóa học
có số hiệu nguyên tử nhỏ hơn hoặc bằng 20. Và sẽ là 18E với các nguyên tố học có số hiệu lớn hơn 20. Nghĩa là bắt đầu từ nguyên tố thứ 21 trong bảng tuần hoàn thì chúng ta sẽ điền vào lớp thứ 3 là 18E, tương tự với lớp thứ 4 và cuối cùng là đến lớp thứ 7. Và ở đây cô sẽ lấy ví dụ về cách điền E đối với nguyên tử magie. Magie có Z bằng 12, nghĩa là số E bằng 12. Vậy chúng ta sẽ điền lần lượt từ lớp thứ nhất cho đến lớp thứ 2. Và cứ vậy điền để đảm bảo làm sao E, các cái E sẽ được điền đầy từ lớp trong cùng cho ra đến lớp ngoài cùng. Vậy thì lớp thứ nhất sẽ được điền đủ là 2E. Lớp thứ 2 cũng sẽ được điền đủ là 8E. Tổng ở đây qua 2 lớp chúng ta đã có 10E rồi. Vậy thì magie chỉ còn 2E và 2E này sẽ được điền vào lớp thứ 3. Vậy thì từ cách sắp xếp các E mà chúng ta có thể nhìn ra được đó là magie sẽ có 3 lớp E. Và lớp ngoài cùng của magie sẽ có 2E. Đây là chúng ta đã ôn lại cách điền E mà trong chương trình học lớp 8 chúng ta đã được học về cách điền. Và ở đây chúng ta có thể nhìn được lớp thứ nhất, lớp thứ hai và lớp thứ ba cũng như là số E ở lớp ngoài cùng. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hai đơn vị kiến thức này. Và dựa vào bảng tuần hoàn, quay lại với bảng tuần hoàn của ông Mendeleev, ta sẽ nhìn thấy rằng các cái nguyên tố học ở đây sẽ được điền theo các cái dòng nằm ngang hoặc là theo các cái cột theo chiều dọc ở đây. Dựa vào các cái yếu tố nào, dựa vào cái đặc điểm nào để ông có thể sắp xếp được các cái nguyên tố được theo các dòng, các cột thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vào. Cái thứ nhất đó là việc ông sắp xếp các nguyên tố học tạo thành các cái dòng. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn, cô sẽ lấy trích ra một dòng trong số 7 dòng trong bảng tuần hoàn. Đấy là cô đang trích ở dòng số 3. Dòng số 3 của chúng ta sẽ gồm có 8 nguyên tố hóa học. Và hãy thử nhìn về đặc điểm của chúng. Thứ nhất, mình sẽ nhìn về số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử sẽ được điền tăng dần từ 11 cho đến 18. Mỗi một cái nguyên tố hóa học nằm trong một dòng này sẽ hơn cái